Các bạn thường thấy tôi sử dụng tờ điện trên video clip. Hôm nay tôi xin phép lấn sân sang những chiếc guitar thùng, đặc biệt guitar classic nylon một chút, để thử tiếng của một cây classic như nylon trên loa ACS Pro của Boss. Nó sẽ tiếng như thế nào? Mời các bạn nghe qua một tác phẩm nổi tiếng tên là Romance. Inbox vào fanpage Boss Việt Thương, chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn.